Đây là giọng của một người đang rất buồn ỉa nhưng mà không dám đi bởi vì duyệt kịch bản xong thì đã 3 giờ sáng rồi và ra ngoài thì sợ lắm. Sau phần 1 nói về ác quỷ muốn thâm nhập bé trai và người bố phải đi cứu, và phần 2 nói về ác quỷ muốn thâm nhập người bố và bé trai phải đi cứu, Insidious đã quay trở lại với phần phim thứ 3 trong một kịch bản đầy sáng tạo, nói về ác quỷ muốn thâm nhập bé gái và người bố phải đi cứu trong khi bé trai đứng nhìn. Chúng ta quay ngược thời gian trở về trước khi vụ án nhà Josh xảy ra để tìm hiểu về quá khứ của Alice, liệu một chiến thần trừ tà có bao giờ sợ hãi bóng tối và bị khuất phục bởi những linh hồn tàn ác. Và một ngày đẹp trời, một cô gái đến gõ cửa nhà Alice. Cô bé tên là Queen. Cô đến đây để tìm cách nói chuyện với người mẹ đã mất. Alice từ chối vì bà là nhà ngoại cảm. Đách phải một cái điện thoại công cộng. Nhưng mà cháu có 50 đô nè. Sau khi yên vị trong phòng khách, Queen bắt đầu kể về mẹ với đôi mắt rưng rưng. Cô cảm thấy mẹ luôn ở bên cạnh, nhất là khi trong phòng ngủ. Cuộc sống khó khăn nên là cô bé muốn nói chuyện với mẹ. Alice dù có bạc đến đâu cũng không bạc được bằng tờ 50 đô, nên quyết định giúp cô bé. Sau một cơn giật giật cùng cái nhạc khá là rùng rợn, Alice cố gắng gọi mẹ của Queen, nhưng mà thuê bao lại ngoài vùng phủ sóng. Nhìn Alice đoạn này thì có vẻ là bà vừa xóa một chút ra quần. Rồi bà quay ra với vẻ mặt nghiêm trọng, khuyên rằng Queen đừng có tự một mình cố gắng liên lạc với mẹ nữa. Nhưng mà bạn hãy nhìn cái mặt của Queen đi, đoán xem cô bé sắp sửa làm cái gì nào. Cái đêm hôm đó, cô tỉnh giấc giữa chừng vì cứ tưởng như có tiếng mẹ gọi mình từ ống thông gió. Cứ chắc mẩm là mẹ vẫn luôn ở đây, Queen lại đi ngủ. Chắc đó là việc mà những bà mẹ phương Tây hay làm ấy, kiểu chui vào ống thông gió và gọi tên con mình ấy. Nên là Queen khá là yên tâm. Mẹ mất, Queen vẫn còn bố Sean, một công nhân luôn bận rộn, xoay sở nuôi con, và một thằng em trai khá là vô dụng bởi vì nó còn bé. Gia đình cô sống ở một khu chung cư, căn hộ bên cạnh có một cậu trai trạc tuổi Queen, và qua cái cách mà cậu nhìn Queen, ta có thể thấy là cậu này còn trinh. Hãy gọi cậu này là cậu Mexico. Ngoài ra thì hàng xóm của họ còn có một cặp vợ chồng già. Ông chồng thì còn khỏe mạnh nhưng bà vợ thì đã lần thần rồi. Queen có đam mê với diễn xuất, thế nên cô đăng ký thi vào trường điện ảnh. Trước khi thi, Queen thấy một cái bóng đứng từ phía xa trên khán đài, vẫy tay với cô. Nhưng mà chắc là mình chỉ đang nhìn nhầm thôi, cô tự nhủ như thế trước khi thi trượt thẳng cẳng bởi vì quên lời thoại. Thôi không sao, làm diễn viên không được thì mình không làm. Oh wow, bạn học cách ăn ủi ở đâu đấy? Chạy hè vô duyên à. Queen cùng cô bạn cà kê chán để chuẩn bị ra về. Đang đi thì Queen dừng lại bởi vì cô nhìn thấy một kẻ kỳ lạ đứng giữa đường và vẫy tay với cô. Thế là cô bị xe tông. Bây giờ thì ai mới là kẻ kỳ lạ đứng giữa đường nào? Queen trở lại cùng chúng ta với đôi chân băng bó, đôi mắt tím thâm. Và để chào đón cô, bà già hàng xóm bảo là: ê, có một người đàn ông không thở được đang chờ con ở trong ống thông gió đấy. Đêm nào cũng gọi tên con, và cả hắn đang chờ con trong phòng con đấy. Queen bây giờ hơi rén một chút nhưng mà vẫn không nghĩ ngợi nhiều. Với đôi chân đang bó bột thì cô cũng chả rời khỏi giường được, mà chỉ có thể rung cái chuông mà bố đưa để mà gọi ông khi cần. Sóng gió như không phải của trách đang chuẩn bị ập đến với cô bé. Cơ mà tối đó, người bị giật mình giữa đêm lại là Alice. Bà nhận được một thông điệp từ giấc mơ. Thông điệp đó chính là tên của Queen. Trong khi đấy thì Queen tất nhiên là chưa biết gì, vẫn hồn nhiên gõ gõ lên tường để trêu cậu bạn Mexico phòng bên cạnh, mà bên kia cũng gõ lại, muốn thủng cả tường luôn. Queen thấy thế, bèn nhắn tin cho cậu bạn. Vừa nhắn xong câu anh nhà ở đâu thế, thì cậu bạn trả lời là anh đang ở nhà bà ngoại, cách xa vài chục cây số. Vớ lơ, thế nãy giờ người đang gõ tường trả lời cô là thỏ hay là nai hay là điệp viên Nga đang gửi mã Morse? Queen sợ vãi. Thế là bèn gõ thêm mấy cái, nhưng mà cũng êm bởi vì không có ai trả lời nữa. Thế là Queen tắt đèn đi ngủ. Bỗng dưng có một cánh tay từ phía trên thò xuống chụp lấy vai cô. Queen giật mình bật dậy, hét toáng lên. Ở phía trên, chân nhà đã bị nứt, vôi vữa rơi lả tả. Thế là ông bố mới liên hệ quản lý tòa nhà. Ông này mới bảo rằng là tôi làm gì có rút ruột công trình đâu, và căn hộ phía trên cũng chẳng có ai thuê nữa. Cơ mà ông bố phát hiện trên sàn căn hộ đó có đầy những vết chân đen đen bẩn bẩn, dẫn đến cái giường thì chấm dứt, chết cả gầm giường vẫn chả thấy ai. Tóm lại là không tìm được thằng nào để bắt đền cái trần nhà. Ngày hôm sau, Queen đòi bố đưa đi gặp Alice vì sợ, dĩ nhiên, nhưng bố cô không đồng ý. Cơ mà không cần Queen đến đó, Alice cũng đã chấp nhận thông điệp vũ trụ, nên là tự gọi hồn mẹ của Queen. Một bóng ma xuất hiện sau lời gọi. Alice đi theo tiếng động thì thấy những vết chân trần khắp nhà, đèn đèn bẩn bẩn. Alice thấy thế là đoán được ngay, mẹ trừ tà xong lau nhà mệt phải biết. Dấu chân dẫn đến cánh cửa xuống phòng đọc sách, rồi hướng vào khoảng tối đen trong phòng. Alice thì đâu có ngu đâu mà vào, chỉ có bọn xấu mới không muốn lộ mặt thế. Alice bảo, tao thừa biết mày đang giả dạng mẹ con bé, mày thò cái mặt mày ra đây, tao không sợ mày đâu. Rồi bà đi vào trong phòng, dấu chân dẫn vào một góc tường, rồi hướng lên trần nhà, nơi con ma đang treo ngược như là người nhện. Quần lót của Alice đổi màu, bà vắt giò lên cổ mà chạy ra ngoài, đóng cửa cái then. Ngày hôm sau, trong khi Queen đang video call với bạn, thì bỗng đứa bạn bảo là: ê, hôm nay bạo nha, dẫn trai về phòng đồ. Queen chưa kịp hiểu ý bạn là gì, thì đã có đứa rút dây wifi. Đứa đó nhiều khả năng là con ma đang đứng sau cái rèm.
hồi còn sống hẳn là chơi trốn tìm ngu lắm. Con ma từ từ tiến đến, rồi bất ngờ tụt xuống đất, biến mất luôn. Và sau đây là câu hỏi mốc 15 triệu dành cho Queen. Bạn thấy ma thì bạn làm gì? Câu trả lời cuối cùng của Queen là chồm ra ngó xem con ma ở đâu. Thế là nó tóm lấy cô và ném cô rơi lăn lóc dưới sàn. Queen giờ chỉ còn nhìn thấy chân con ma qua cái gầm giường. Nó bình tĩnh quay qua kéo rèm, đóng cửa ra vào. Căn phòng bây giờ tối thui, rồi hết sức vô tri, nó hét vào tai của Queen. Hóa ra đáng sợ nhất là lúc chờ đợi không biết nó làm gì. Đúng lúc đấy ông bố về nhà, nghe tiếng gào của con gái thì chạy vào và thấy Queen nằm sóng xoài dưới đất. Sau vụ này, Queen lại phải bó cổ. Má con ma báo quá trời báo. Cô sợ hãi kể hết cho ông bố về con ma đeo ống thở trong căn phòng. Ông bố không hề phủ nhận lời cô bé, chỉ nói là bố tin con. Xong rồi lại mặc kệ con gái nằm một mình, bỏ đi xuống dưới sảnh chung cư. Ở đấy, ông nghe được tin là bà hàng xóm vừa mất, nên ông nán lại gửi lời chia buồn với người chồng tội nghiệp. Đêm hôm đó, Queen không ngủ được, cô nhìn vào cái trần nhà, nó đang nứt ra từ từ. Cô sợ hãi kéo chăn trùm mặt, thế mà lúc cô mở chăn ra, thì đã thấy mình ngồi trên xe lăn. Xe lăn lại đang ở hành lang tầng trên. Cô lập tức muốn xuống nhà bằng thang máy. Đoạn này tôi sợ vãi nên tôi sẽ bắt đầu hát. Em ơi đừng khóc, ông tôi chắc mà sẽ bắt em đi. Nó bắt cô đi thật kìa. Con ma đẩy xe lăn đưa cô đến phòng 514, rồi hất cô xuống sàn nhà. Đã gãy chân lại còn bị quăng quật liên tục như này, thì dù có thoát được con ma cũng không thoát được mớ di chứng. Queen đang hoảng loạn thì bỗng nhiên một cô gái bò ra từ trong phòng. Tại sao lại phải bò? Bởi vì bàn chân bàn tay cô ta cụt lùn, khuôn mặt thì cứ như là nửa còn lại của Voldemort, có mỗi cái mũi. Queen bây giờ mới gào lên thất thanh, đánh thức ông bố ngủ ở tầng dưới. Ông vội nháo nhào lên chỗ con. Queen liền chỉ tay mép bố con ma. Ông mới phát hiện ra sàn nhà lại đầy dấu chân đen đen bẩn bẩn, dẫn ra hướng cửa sổ bị vỡ. Ngay bên dưới có một bóng người đang nằm sóng xoài. Queen đang què nhưng cũng cố vươn ra nhìn thì liền bị con ma thình lình xuất hiện lôi xuống. May mà được bố giữ lại kịp. Sau chuyện đấy thì ông bố lập tức tìm đến Alice xin giúp đỡ. Câu chuyện lại bẻ lái sang việc mẹ của Queen đã chết, nên ông bố không muốn mất thêm đứa con. Mà Alice cũng mới mất chồng, nên là cũng thấu hiểu. Bà giờ giải thích là mình giải nghệ, bởi vì trong một lần mà bà cố nói chuyện với người chồng đã khuất, một con ma đã bám theo bà, nên là bây giờ mỗi khi dùng năng lực thì nó lại đe dọa giết bà. Hay là cứ thử đi, bố Queen nói. Thế là bà ok luôn, giờ tí tôi thay đồ. Alice đến tận nơi nói chuyện với Queen, và sau khi thấy bộ dạng tàn tạ cô bé, Alice bèn quyết định sẽ tiếp cận con ma đeo ống thở bằng cách xâm nhập vào The Further. Khu căn hộ lúc này biến thành trụ sở của những bóng ma. Alice bước tiếp vào cánh cửa thang máy màu đỏ. Nó đưa bà đến một căn nhà nhỏ. Bên trong có một người phụ nữ đang ngồi cười trên ghế sofa, vừa chỉ đường vừa hỏi tay tôi có đẹp không. Tay của mé đẹp ngang nụ cười của mé, ok chưa? Bà đi theo hướng được chỉ thì bị một con ma mặc váy đen sổ ra bóp cổ. Hóa ra là sau khi giúp Josh xóa khả năng xuất hồn thì con ma váy đen này quay qua theo dõi trả thù Alice. Sau khi chật vật trở về thế giới thực, Alice lập tức bỏ về, mất niềm tin vào mấy bà đồng. Ông bố tìm đến một đội trừ tà nổi tiếng trên mạng, bảo Ren chính là hai anh trợ thủ của Alice sau này. Bây giờ thì chưa, hai người bắt đầu lắp đặt thiết bị máy móc để theo dõi góc nhìn của Queen, bao gồm camera hồng ngoại và mic thu âm. Trong lúc đó, tại một nhà hàng, Alice hẹn gặp Carl để nói ra việc con ma váy đen bám theo bà. Cùng với nỗi sợ hãi khi bị nó đe dọa, Carl giúp Alice lấy lại tự tin bằng cách cho bà thấy ý nghĩa của siêu năng lực ngoại cảm và niềm hạnh phúc của những gia đình được cứu. Quan trọng là bà giỏi làm điều đó, ít nhất là hơn Carl. Còn con ma thì không phải sợ nó, bởi vì Alice có sức mạnh của người sống. Wow, Carl thực sự biết rất nhiều so với một người không có siêu năng lực gì cả. Quay lại nhà của Queen, sau thời gian dài chờ đợi, căn phòng bỗng dừng tắt điện. Camera cho thấy rằng Queen đang đi lại, dù là hai chân bị què, ông bố và hai anh kia mới từ từ đi tới phòng cô. Dựa theo camera thì họ đoán là Queen đang ở trong tủ quần áo. Ông bố mới mở tủ ra, nhưng mà thay vì kéo hết đống quần áo sang để mà tìm con gái cho dễ, thì ông lần mò từng cái một nhìn đần vai chuồng. Kết quả là chỉ tìm được mỗi cái camera, còn Queen thì đã đứng sau lưng họ từ lúc nào. Cô tung cú đá thạch cao, hạ một người và đánh ngã luôn hai người còn lại. Khi hết đối thủ, Queen chuyển sang đá cái giường, làm thạch cao bung hết ra. Cô tháo luôn cái nẹp cổ như một chiến binh gỡ bỏ gánh nặng. Hay lắm, muốn hạ một ông bố công nhân gà trống nuôi con là phải tấn công vào tài khoản ngân hàng trước. Bây giờ mà đưa con gái đi bó bột trở lại thì kiểu giếng bay mẹ nửa tháng lương. Con ma này khôn phết, nó bây giờ với tay lấy con dao trên nóc tủ, định cứa cổ Queen. Cơ mà ông bố cùng với cả hai anh trai kia kịp thời hành động, tóm chặt cô mà đè xuống giường. Cổ họng cô bé lồi lên một mảng, rồi một con mắt mở ra trong cổ họng. Ông bố liền trói tay cô lại, mà Queen cũng lập tức dừng vật vã. Thấy vụ này có vẻ khó nhằn, hai anh trợ thủ định rút luôn, nhưng mà Alice đã quay lại. Dù không biết làm sao mà vào được nhà nữa, chắc là cậy cửa, Alice nói là tao sẽ đấm vào mồm con ma. Và bắt đầu giải thích cho mọi người, con ma này trú ngụ ở đây đã rất lâu. Loại ma kiểu này thì bình thường sẽ muốn chiếm lấy cơ thể người sống để được tái sinh, nhưng mà một số ít ác độc hơn, như là con này, thì lại chỉ muốn cướp lấy linh hồn người ta.
Alice bắt đầu chuẩn bị để cứu Queens và cần sự giúp đỡ từ hai ông trợ thủ. Đây là bắt đầu của biệt đội trừ tà sau này. Mọi người bắt đầu xếp thành một vòng, nắm lấy tay của Queen. Alice đi tới The Further một lần nữa. Lần này bà tự tin hỏi thăm mấy con ma sống gần đó, bắt nó dẫn đường đến tận cửa. Nơi trú ẩn của con ma chính là căn hộ ngay phía trên gia đình Queen. Alice bước vào, không một chút do dự. Bên trong căn phòng có một ông già ngồi đó. Alice vẫn từ từ tiếp cận thì bỗng nhiên con ma váy đen sổ ra bóp cổ bà. Lúc này mà con còn lại cũng xông lên thì hết phim. Nhưng mà Alice có sức mạnh tình bạn, sức mạnh của hồi tưởng, sức mạnh của nhân vật chính, sức mạnh của người sống. Tóm lại là con ma không có tuổi khi mà đánh nhau ở The Further. Queen tiếp tục đi về hướng ông già trên giường, rồi sững sờ nhận ra đây chính là người chồng đã mất. Dù hơi bối rối vì giọng nói đã lâu không được nghe, nhưng mà Alice biết thừa đây là con ma giả dạng, bởi vì ông chồng cứ mở mồm ra là lại bảo tự sát rồi đi với anh. Cơn phẫn nộ nhanh chóng đến với Alice, bà đánh cho con ma hiện nguyên hình. Alice lên tiếng đòi người, con ma chỉ bình tĩnh vỗ tay và một con ma nữ cụt tay chân bỏ ra. Đây chính là linh hồn của Queen, hay đúng hơn là một nửa linh hồn con ma đã chiếm được từ vụ tông xe. Alice kéo cô bé định chạy trốn, khiến cho con ma tức tối rậm chân, làm đồ đạc trong phòng máy tứ tung, chấn động đến cả thế giới thực. Alice cố gắng đỡ Queen chạy đi, con ma thì không hề đuổi theo, bởi vì nó có thể dịch chuyển chặn đường, đánh bay Alice để cướp lại Queen. Alice đứng dậy từ từ, phía bên con ma cũng chuẩn bị chiến đấu. Bà gào lên và lao về phía đối thủ, xong rồi đẩy một cái nhẹ em vai trường. Nhưng bà giả dậm chân, làm sàn nhà thủng một lỗ, nuốt trọn con ma. Thế là đem được Queen quay trở lại căn phòng. Alice vội quay về thế giới thực, nhưng mà Queen thì bị con ma kéo ngược lại. Bà vội huy động sức mạnh tình bạn lần nữa, nhưng cũng chỉ đủ để giúp Queen kéo dài thời gian. Trong lúc bất lực nhất, Alice được linh hồn của bà già hàng xóm trợ giúp, chỉ ra thứ quan trọng nhất với Queen, đó là cuốn nhật ký. Vì bên trong đó có lá thư của mẹ cô, Alice lập tức dùng lá thư để gọi hồn bà mẹ. Lần này thì bà đã thành công. Ở bên The Further, con ma đang ôm lấy Queen như thể ôm con của nó. Nhưng mẹ Queen xuất hiện, tiếp sức cho Queen. Cô dần tỉnh lại, giật phăng ống thở của con ma già, biến nó thành cát bụi, rồi cô quay lại thế giới thực. Bây giờ là đến đoạn kết cảm động. Alice chuyển lời thay cho bà mẹ, trao gửi yêu thương cho Queen, khiến cô không còn buồn bã, đau khổ để cho những con ma lợi dụng nữa. Tóm lại là hãy cứ vô tư và là con lê em ơi. Nhưng mà hành trình của Alice chưa kết thúc. Bà quay về nhà với sự nhẹ nhõm trong lòng, nhưng đột nhiên con chó hướng vào bóng tối mà sủa, và con ma mặt đỏ ở phần 1 xuất hiện sau lưng của Alice. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy đón xem vào thứ 6 tuần sau. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.